Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, kính chúc các bà, các mẹ, các chị em những lời chúc tốt đẹp và một ngày 20 tháng 10 nhiều ý nghĩa. Còn bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình thời sự hôm nay. Khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow, Liên bang Nga tăng cường gắn kết cộng đồng. Phụ nữ Hưng Yên với phong trào bảo vệ môi trường. Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước. Chăm sóc hoa, cây cảnh phục vụ Tết ở huyện Khói Châu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt kịp thời của Đảng và Nhà nước, các quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành sâu sát quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới, đất nước vẫn tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần lấy chất lượng kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian kỳ họp, Quốc hội đã nhất trí rất cao thông qua nội dung chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp lần này dự kiến trong 21 ngày làm việc để xem xét cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng, trong đó dành 2 ngày rưỡi để chất vấn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu thật kỹ các báo cáo tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội, dự báo chính xác tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới để xem xét quyết định các quan điểm định hướng lớn, các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2023, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2023. Kế hoạch tài chính trung hạn 3 năm 2023-2025, đồng thời nêu cao trách nhiệm phát huy dân chủ tập trung trí tuệ, tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nhất là đối với các vấn đề lớn, các vấn đề quan trọng, các vấn đề còn lại có ý kiến khác nhau, đảm bảo chất lượng cao nhất khi xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Đồng thời, cho ý kiến đối với 7 dự án luật, gồm luật đất đai sửa đổi, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, Quốc hội nghe các báo cáo, đánh giá và thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025. Tờ trình dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Sáng nay, Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, huyện Kim Động tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Trung ương Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị, chủ tịch danh dự Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Vũ Văn Toàn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Hưng Yên. Trải qua cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt bảo vệ thành cổ Quảng Trị, với tinh thần một lòng một dạ chiến đấu vì tự do của Tổ quốc, các thế hệ thanh niên ưu tú của huyện Kim Động đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến công vang dội tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị huyện Kim Động tiếp tục chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên về chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tuyên truyền hội viên khắc phục khó khăn, cùng tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động,
xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị huyện Kim Động khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 15 đồng chí. Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 12 năm thành lập. Sự kiện này nhằm tăng cường gắn kết hơn nữa giữa những người con Hưng Yên tại Liên bang Nga trong bối cảnh tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, đặc biệt là sau lệnh động viên một phần vào quân ngũ. Tham dự có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow trong những năm qua và tự hào về những người con xa xứ luôn nhớ về quê hương. Hưng Yên hiện đang có trên 5.000 người học tập lao động tại Liên bang Nga. Đây cũng là một trong những nước có số người Hưng Yên tới lao động và học tập nhiều nhất trên thế giới. Trong đó, Hội đồng hương Hưng Yên ở Moscow có trên 500 người tham gia. Dù xa xứ, nhưng những người con của quê hương luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và hướng về quê hương. Đồng thời tích cực góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, hình ảnh quê hương với bạn bè quốc tế. Ngoài việc giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh doanh, các hội viên còn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ phúc lợi từ thiện của tỉnh, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đánh giá cao những đóng góp quý báu của Hội đồng hương Hưng Yên trong việc hỗ trợ đưa bà con Việt Nam bị mắc kẹt do xung đột ở miền Nam Ukraine về nước qua Liên bang Nga, đồng thời hứa sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đồng hành hỗ trợ bà con tháo gỡ những khó khăn ở nước sở tại. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Hưng Yên hiện có 192 trường mầm non, toàn tỉnh đảm bảo bố trí đủ phòng cho các nhóm lớp, tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng đạt gần 90%. Thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 14 ngày 22 tháng 1 năm 2020, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 169 ngày 8 tháng 12 năm 2021 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp có từ 30% trẻ là con công nhân được hỗ trợ 20 triệu đồng. Toàn tỉnh có gần 1.400 trẻ mẫu giáo đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí ăn trưa với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ 160.000 đồng trên tháng. Giáo viên tại cơ sở mầm non ngoài công lập có khu công nghiệp được hỗ trợ 800.000 đồng trên một tháng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố từ nay đến hết tháng 10 năm 2022 khẩn trương thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non được Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ và đúng tiến độ. Đồng chí cũng giao Sở Giáo dục tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Những năm qua, phong trào tự làm đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ được các giáo viên trường mầm non Thanh Long sáng tạo, nhiệt tình hưởng ứng, góp phần khắc phục tình trạng học chay. Những chiếc khay để trứng, những nắp chai nhựa bỏ đi được các cô giáo trường mầm non Thanh Long thu thập lại, vệ sinh sạch sẽ và trang trí thành đồ dùng học đếm số cho trẻ. Đây chỉ là một trong rất nhiều món đồ chơi, đồ dùng học tập được các giáo viên tự tay thiết kế trong những năm qua. Từ những đồ dùng bỏ đi hoặc các nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, bằng bàn tay khéo léo, các giáo viên tự nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, thiết kế thành những đồ dùng, thiết bị học tập có tính trực quan, sinh động, đa dạng, phong phú về chủng loại. Qua đó tạo điều kiện cho giáo viên được phát huy tính sáng tạo, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu thiết bị đồ dùng học tập, tạo tiền đề cho đổi mới giáo dục. Hàng năm, trước khi bắt đầu năm học mới, nhà trường tổ chức cuộc thi thiết kế, tự làm đồ dùng, đồ chơi. Phong trào không chỉ được giáo viên hưởng ứng mà còn được đông đảo cha mẹ học sinh ủng hộ. Được sự ủng hộ của từ các bậc phụ huynh giúp các cô là thu gom được những cái nguyên liệu bỏ đi, từ những cái nguyên liệu đấy để các cô sử dụng lại, tái chế lại để giúp các con hoạt động trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn,
Những năm qua, các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã chủ động tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường với nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều mô hình thiết thực hiệu quả đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng, tham gia, góp phần tạo thói quen tốt trong công tác bảo vệ môi trường ngay tại cơ sở. Bà Nguyễn Thị Tuyết ở xóm 10, thôn Tuyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ là giáo viên về hưu. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng bà vẫn nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào của hội phụ nữ. Tháng 5 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng mô hình nhà sạch ngõ sạch, nhà sạch vườn đẹp. Bà là một trong những người đầu tiên tham gia và kêu gọi nhiều chị em phụ nữ trong thôn. Tôi tham gia cái mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch. Tôi thấy rằng là rất là tốt và ý nghĩa. Thường xuyên là gia đình chúng tôi là thực hiện quét sạch nhà cửa, cổng ngõ, chăm sóc cây. Đến nay mô hình trên có 54 hộ gia đình tham gia. Kết quả, hội viên phụ nữ trong thôn đã trồng được 48 chậu hoa mẫu đơn và hoa mười tờ. Định kỳ vào các ngày cuối tuần, các dịp lễ, Tết thì phụ nữ trong thôn đều cùng nhau dọn dẹp, ý thức người dân bảo vệ môi trường cũng vì thế được nâng cao. Từ ngày có cái mô hình này, đường rồi là khu dân cư này rất là sạch sẽ. Ngay cả cái ý thức của người dân là để những cái bao rác, thường thường ta để lâu. Thế nhưng mà khi mà có cái mô hình hoa này lên thì có nghĩa là người ta chỉ đưa ra trước 1 đến 2 tiếng khi xe qua. Toàn xã Minh Tân có 850 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở 4 chi và 13 tổ. Từ phong trào bảo vệ môi trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Tân đã nhân rộng sang hầu hết các địa phương trong huyện Phù Cừ. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Hộ đã ra mắt được hai mô hình tại hai thôn là thôn Duyệt Lễ và thôn Duyệt Văn, mô hình nhà sạch ngõ sạch và nhà sạch vườn đẹp. Từ đó thì giúp cho chị em phụ nữ thì tích cực hơn nữa trong cái việc là bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, góp phần xây dựng cho xã Lung đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 sắp tới để về cái tiêu chí môi trường xanh sạch đẹp. Đến nay toàn tỉnh Hưng Yên đã gắn được trên 6.000 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, 140 câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và phụ nữ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, và mô hình phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Xây dựng 2.000 tuyến đường hoa, phát triển tốt các phong trào 50 hoa sạch, phân loại xử lý rác thải, trồng cây xanh với 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, chi hội, tổ phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường đã góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng sạch đẹp. Phong trào bình đẳng giới và phòng chống bạo lực ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian vừa qua đã phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội giúp phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ, đặc biệt là em gái. Trong 15 năm triển khai thực hiện bình đẳng giới, toàn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp hỗ trợ pháp lý cho trên 15.000 phụ nữ về luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, khiếu nại tố cáo, luật bình đẳng giới, bạo lực gia đình hay bảo hiểm y tế, hòa giải hơn 3.400 vụ mâu thuẫn về hôn nhân gia đình, tổ chức được gần 1.200 lớp tuyên truyền luật bình đẳng giới và thành lập được nhiều câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia lãnh đạo đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể các cấp. Phụ nữ còn tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp. Năm nay, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên được thực hiện từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022. Với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Nhằm hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng. Đến nay, các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp nhận đỡ đầu và kết nối để các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trên 400 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Có mẹ đỡ đầu, mỗi em được nhận hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một tháng. Đây là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Thông qua công tác tuyên truyền từ các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, tới các cán bộ, hội viên và trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, đã lan tỏa tình yêu thương các em nhỏ tới các tổ chức cá nhân. Đến nay, chương trình đã thu hút được trên 140 mẹ đỡ đầu. Nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Nguyễn Trường Sang, mồ côi cha mẹ, bản thân ốm đau, lại mắc bệnh bẩm sinh, sống với hai bác ở thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, gia cảnh lại khó khăn, được hội phụ nữ xã vận động các hội viên đóng góp bảo trợ cho em với số tiền 500.000 đồng mỗi tháng cho đến năm em 18 tuổi. Bà Nguyễn Thị Đông, công ty cổ phần Hoa Lan, huyện Văn Tang nhận đỡ đầu cho 22 cháu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 168 về việc triển khai thực hiện chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu kế hoạch đó là tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chất lượng nước sạch của Bộ Y tế và đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước đạt 100%. Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 100%. Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân dưới 15%. Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch truyền thông về bảo đảm cấp nước an toàn, chú trọng thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước bằng các biện pháp như lập hành lang bảo vệ nguồn nước và xây dựng các phương án bảo vệ, cải tạo chất lượng nguồn nước, mua nguồn nước thô, mua buôn nước sạch đối với các công trình cấp nước sạch tập trung khó khăn về nguồn nước, công suất nhà máy, đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng nguồn nước, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, siết chặt quản lý việc khai thác nước ngầm, kiểm soát ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây tác hại đến nguồn nước ngầm, thực hiện kiểm tra xử lý các vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác sử dụng nguồn nước trái phép, triển khai và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn cho từng hệ thống cấp nước. Trong tổng số 20 dự án đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2021-2025 mà Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đến hết tháng 9 năm 2022, có 8 dự án đã được bố trí vốn và thực hiện giải ngân. Tổng giá trị giải ngân từ đầu năm đến nay trên 596 tỷ đồng, đạt gần 43%. Đối với các dự án công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được bố trí vốn, Sở Giao thông Vận tải đang tăng cường chỉ đạo các nhà thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo kế hoạch giải ngân của tỉnh. Một số dự án còn vướng mặt bằng thi công như dự án xây dựng đường tỉnh 382B nhánh phải km 0+000 đến km 14+420 sau quốc lộ 39, dự án cải tạo nâng cấp đường TT380 km 0+000 đến km 2+800 năm 2022 đã được bố trí 60 tỷ đồng, đã giải ngân được 19,1 tỷ đồng, đạt 32%. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đơn vị thi công công trình. Để đáp ứng nhu cầu cây cảnh thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán, thời điểm này người trồng hoa và cây cảnh trên địa bàn huyện Khoái Châu đang tích cực chăm sóc hoa, cây cảnh để bảo đảm số lượng, chất lượng phục vụ khách hàng trên khắp cả nước. Toàn huyện trồng trên 160 mẫu cây cảnh các loại, tập trung tại các xã như Bình Minh, Đông Tảo, Tứ Tân, Dạ Trạch. Trung bình mỗi năm, các nhà vườn trên địa bàn huyện Khoái Châu cung cấp ra thị trường hàng trăm sản phẩm cây cảnh các loại, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán như quất chum, quất thế, hoa đào, bưởi cảnh, cam canh, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Ước tính mỗi sào trồng cây cảnh cho thu lãi từ 15 đến 17 triệu đồng. Theo người dân chuyên canh cây cảnh nơi đây cho biết, để vườn cây cảnh có sáng thế, mẫu mã đẹp đúng vào dịp Tết thì giai đoạn này là thời điểm quan trọng nhất, có tính chất quyết định cho chất lượng quả, hoa, lá cây, thế cây sau này. Vì vậy, ngoài vun tưới, bón phân, tưới nước thường xuyên, bà con đang tập trung tỉa bỏ quả vẹo, quả méo, bỏ lá bé, lá kẹ. Bên cạnh đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra vườn cây cảnh để kịp thời xử lý một số bệnh, sinh vật gây hại thường gặp trên cây cảnh dịp cuối năm như sương mai, tuổi vàng, bọ trĩ, nhện đỏ, sâu vẽ bùa. Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Phù Cừ vừa tổ chức hội nghị phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 của huyện Phù Cừ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022. Mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế ủng hộ tối thiểu một ngày lương trở lên. Đối với các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện, vận động tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất. Trong tháng cao điểm, toàn huyện phấn đấu vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt trên 500 triệu đồng trở lên. Ngay tại hội nghị, đại diện các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã tham gia ủng hộ được trên 170 triệu đồng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV.